kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Mỹ đe dọa ngừng bơm vũ khí nếu Ukraine từ chối đàm phán với nga. Mỹ có thể đe dọa ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu nước này từ chối đàm phán hòa bình. Kế hoạch do hai cựu cố vấn lầu nằm góc trình bày với ông Donald Trump nếu rõ. Nga sẽ được cảnh báo riêng rằng bất kỳ sự từ chối tham gia đàm phán nào sẽ dẫn đến việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Một lệnh ngừng bắn sẽ được sắp xếp trên cơ sở tiên tuyến, giống như khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Kế hoạch này được soạn thảo bởi Trung tướng đã nghỉ hưu, Kết Kellogg và Fred Fleet. Cả hai đều từng là tránh văn phòng trong Hội đồng An ninh Quốc gia của cựu Tổng thống. Trung tướng Kellogg cho biết, chúng tôi nói với người Ukraine rằng các bạn phải đến bàn đàm phán nếu không sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ cạn kiệt và bạn nói với Putin, ông ấy phải đến bàn đàm phán. Và nếu ông không đến bàn đàm phán thì chúng tôi sẽ cung cấp cho người Ukraine mọi thứ họ cần. Để khuyến khích Tổng thống Nga Putin ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ sẽ đồng ý đình chỉ khả năng Ukraine trở thành thành viên của Liên minh quân sự NATO trong một thời gian dài. Kế hoạch này lần đầu tiên được trình bày trong một bài báo của Viện Nghiên cứu Chính sách nước Mỹ trên hết, một tổ chức nghiên cứu ủng hộ ông Trump, nơi hai cựu cố vấn nắm giữ các chức vụ cấp cao. Mặc dù nó không ám chỉ chính sách của ông Trump đối với Ukraine, Cựu tổng thống thường xuyên khoe rằng ông có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông Fleed nói về cách tiếp cận của họ với ông Trump: "Tôi không khẳng định rằng ông ấy đồng ý với nó hay đồng ý với từng từ trong đó, nhưng chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi mà chúng tôi đã làm." Các cố vấn cũ của ông Trump cho biết nếu lời cam kết của ông muốn thành công, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ phải nhanh chóng bắt đầu sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Nhưng kế hoạch này sẽ gây chia rẽ giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Hầu hết trong số họ đã ký kết kế hoạch hòa bình với Ukraine, trong đó nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau khi lực lượng Nga rút khỏi quốc gia bị chiến tranh tan phá này. Đề xuất này cũng sẽ dẫn đến việc Ukraine mất quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn hiện đang bị quân đội Moscow kiểm soát. Nga hiện vẫn chiếm khoảng 18% diện tích Ukraine trên 5 khu vực ông Flet tuyên bố rằng những vùng lãnh thổ này sẽ không được chính thức nhượng lại cho Nga. Nhưng điều đó có nghĩa là Kiev sẽ phải từ bỏ bất kỳ quyền kiểm soát hiệu quả nào. Trung tướng Kellogg và ông Flet nói rằng nền hòa bình lâu dài sẽ được duy trì bằng các đảm bảo an ninh bổ sung, bao gồm cả việc trang bị tận răng cho Ukraine. Ông Flet nói thêm, mối lo ngại của chúng tôi là đây đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao sinh lực và sẽ giết chết cả một thế hệ thanh niên. Nga vẫn sẵn sàng đàm phán, Đề xuất của họ đã được Điện Kremlin tán thành một phần, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, giá trị của bất kỳ kế hoạch nào đều nằm ở các sắc thái và tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã và vẫn luôn sẵn sàng đàm phán có tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng đàm phán, ông Peskov nói. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Joe Biden cáo buộc Trump xoa dịu Putin James Singer nói, Donald Trump dành nhiều lời khen ngợi cho Putin mỗi khi có cơ hội và ông ấy nói rõ rằng ông ấy sẽ không chống lại Putin hoặc đứng lên vì dân chủ. Nhóm của ông Trump dường như tránh xa đề xuất này nói rằng các chính sách chính thức chỉ có thể được công bố bởi cựu tổng thống và các trợ lý của ông. Người phát ngôn của ông Stephen Chung cho biết, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu nếu ông đắc cử sẽ là nhanh chóng đàm phán để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh Nga có thể đã thành lập quân đoàn mới để triển khai ở Ukraine. Nga có thể đã thành lập một quân đội vũ trang hỗn hợp mới để triển khai đến Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cho biết hôm 25 tháng 6. Theo cơ quan này, quân đội Nga đang tiến hành cải cách quy mô lớn, bao gồm cả việc thành lập các đội quân hỗn hợp. Các nguồn tin Ukraine đã đề cập đến quân đoàn 51. Đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga đã thành lập một đội quân hỗn hợp khác để triển khai tới Ukraine. Trước đó, ngày 23 tháng 6, ông Yuri Pop, Người phát ngôn của nhóm tác chiến Kharkov cho biết quân đội Nga có kế hoạch triển khai các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 9 thuộc quân đoàn 51 tới khu vực Kharkov. Theo ông Pop, các đơn vị Nga được điều động từ vùng Kherson và các địa điểm không xác định khác để tăng viện cho mặt trận Kharkov. Tương tự, ông Nazar Volosin, người phát ngôn của nhóm tác chiến Khotisia, cũng báo cáo rằng Moscow dự định chuyển các đơn vị của Lữ đoàn 155 thuộc hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 9 của Quân đoàn 51 đến Kharkov để bù đắp những tổn thất của lực lượng Nga. ISVK gần đây lưu ý rằng quân đội Nga đã điều động lực lượng từ khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố Donetsk đến mặt trận Kharkov, tuy nhiên chưa có báo cáo nào về Quân đoàn 51 của Nga. Quân đội Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Moscow lên tiếng về kế hoạch của ông Trump. Điện Kremlin nói rằng mọi kế hoạch hòa bình của ông Trump đều phải phản ánh đúng tình hình trên tiền tuyến. Theo Julian, trong ngày 25 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng về kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine do hai cố vấn của ông Trump tiết lộ. Mọi kế hoạch hòa bình mà chính quyền của ông Trump đề xuất trong tương lai cần phản ánh đúng thực tế trên tiền tuyến một đề xuất chỉ có giá trị nếu đã bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Tuy vậy, như Tổng thống Putin đã nói nhiều lần, Nga luôn sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại, ông Peskov cho biết. Trong bình luận của mình, quan chức Điện Kremlin cũng trả lời về nghi vấn Serbia gián tiếp viện trợ đạn dược cho Ukraine. Chúng tôi đã được nghe về thông tin này, Nga sẽ liên lạc với những người bạn Serbia để trao đổi cụ thể, ông Peskov nói thêm. Trước đó, Ông Keskelov và ông Redless, hai cố vấn cấp cao của ông Trump, đã hé lộ về kế hoạch chấm dứt xung đột nếu cựu Tổng thống Mỹ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Cụ thể, kế hoạch này sẽ yêu cầu cả Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn dựa trên diễn biến thực tế. Chúng tôi sẽ yêu cầu Ukraine tiến hành đàm phán, nếu không Mỹ sẽ cắt viện trợ. Chúng tôi cũng sẽ nói với Nga điều tương tự, nếu không Mỹ sẽ cung cấp thêm các loại vũ khí tầm xa cho Kiev." ông kielot nói bên cạnh đó ông bled nói rằng kế hoạch hòa bình sẽ bao gồm các biện pháp an ninh bổ sung cho ukraine nhưng sẽ hoãn tiến trình gia nhập nato moscow sẽ dễ bị thuyết phục hơn nếu nato trì hoãn kết nạp ukraine ông bled lập luận hai cố vấn của ông trump tiết lộ cựu tổng thống mỹ đã đưa ra những phản hồi tích cực với kế hoạch nêu trên tuy vậy phát ngôn viên của ông trump nhấn mạnh rằng thông tin này không được coi là một tuyên bố chính thức Ukraine tố Nga tăng cường sử dụng vũ khí hóa học. Theo Kiss in Demfiden, trong ngày 25 tháng 6, lực lượng hậu cần Ukraine đã cáo buộc Nga tăng cường sử dụng các loại vũ khí hóa học trên tiền tuyến. Chúng tôi đã ghi nhận 715 trường hợp sử dụng vũ khí hóa học của đối thủ trong tháng 5, nhiều hơn 271 vụ so với tháng 4, Tính từ tháng 2, 2023 đến tháng 5, 2024, đã có hơn 1.385 binh sĩ Ukraine phải nhập viện vì ảnh hưởng của vũ khí hóa học phía Ukraine cho biết. Trước đó, Kiev đã nhiều lần chỉ trích Moscow vì sử dụng cloropirin và các loại vũ khí hóa học khác trên tiền tuyến. Cloropirin là chất bị cấm trong khuôn khổ công ước về vũ khí hóa học CWC có hiệu lực từ năm 1997. Kiev ký thỏa thuận an ninh với EU Truyền thông Ukraine cho hay, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky sẽ tham gia Hội nghị Liên minh châu Âu-EU trong tuần này và ký thỏa thuận an ninh với khối. Tờ Kiss in Defense dẫn thông tin từ một quan chức EU giấu tên nói rằng Kiev và EU đã hoàn tất những điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận an ninh và nhất trí ký nó trong tương lai gần ukraine và eu dự kiến sẽ ký thỏa thuận an ninh văn kiện đã được thảo luận trong nhiều tháng tổng thống zelensky và các nhà lãnh đạo eu sẽ tham dự lễ ký kết nhà ngoại giao eu cấp cao giấu tên cho hay theo người này bản thỏa thuận trên có hai phần phần đầu tiên liên quan tới an ninh và quốc phòng bao gồm cung cấp thiết bị hiện đại cho ukraine huấn luyện binh sĩ ra phá bom mìn hỗ trợ kiev về an ninh hạt nhân và không gian mạng về phần thứ hai của thỏa thuận, sẽ đề cập tới các khía cạnh dân sự, chủ yếu là triển vọng Ukraine trở thành thành viên EU. Đây là sự đảm bảo an ninh tốt nhất mà EU có thể cung cấp cho Ukraine, người này nói thêm. Nga ném bom sở chỉ huy Ukraine ở Kherson Đoạn video được hãng tin RT trích dẫn, đêm 24 tháng 6 cho thấy, không quân Nga đã nã 4 quả bom FAB-500 vào sở chỉ huy quân đội Ukraine nằm ở tỉnh Kherson theo đoạn video do máy bay không người lái uav của nga quay lại một loạt công trình thấp tầng nghi được quân ukraine dùng làm sở chỉ huy đã hứng chịu bốn vụ nổ lớn ở đoạn cuối của video khu vực hứng chịu của không kích trên đã bị san phẳng hiện phía ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin và đoạn video được hãng rt trích dẫn liên minh do nga dẫn đầu sẵn sàng mở rộng để ứng phó với nato Ông Iman Gali Taman Gambetos cho biết Liên minh CSTO Á-Âu đã trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh những căng thẳng hiện nay. Căng thẳng hiện nay có thể thúc đẩy nhiều quốc gia hơn tham gia tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO do Nga đứng đầu. Tổng thư ký Liên minh Iman Gali Tamas Gambetov cho biết, Ông đã đưa ra nhận xét của mình sau hội nghị thường đỉnh các bộ trưởng ngoại giao CSTO ở Kazakhstan vào tuần trước. CSTO được thành lập vào năm 1992 sau sự tan rã của Liên Xô. Các thành viên hiện tại của nó gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Căng thẳng ngày càng gia tăng trong hệ thống an ninh quốc tế đang xuống cấp nhanh chóng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các tổ chức như CSTO. Ông Tamas Gambetot nói với hãng tin TASS của Nga hôm đầu tuần. Ông lập luận rằng nhu cầu an ninh xã hội và chính trị có thể dẫn đến việc mở rộng chức năng của tổ chức cũng như tăng số lượng thành viên. Quan chức này nói thêm rằng các thành viên có thể phát triển hơn nữa, tiềm năng gìn giữ hòa bình của nhóm. Lịch sử hai thế kỷ qua cho thấy, công cụ được yêu cầu nhiều nhất là an ninh tập thể, ông nói. Vào tháng 1 năm 2022, tổ chức này lần đầu tiên triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giúp dập tắt tình trạng bất ổn và bạo loạn ở Kazakhstan các thành viên CSTO đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga hoặc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng vào tháng 2 2022. Tuy nhiên, Liên minh Á-Âu cũng đã trải qua một số cuộc đấu tranh nội bộ. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tạm dừng tham gia vào tổ chức này vào đầu năm nay và đe dọa rời khỏi CSTO hoàn toàn, đồng thời cáo buộc các đồng minh không hành động trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Moscow đã bác bỏ cáo buộc không thực hiện cam kết với Yerevan. Armenia là đồng minh của chúng tôi và tất cả các cam kết của chúng tôi với Armenia vẫn có hiệu lực. Đối với câu hỏi về tư cách thành viên trong tổ chức, đó là quyền chủ quyền và là quyết định của mỗi quốc gia, ông Tamas Kambetots nói vào tuần trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy nhấn chuông đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.